Cái này là cho bao nhiêu con bò đây? 25 con. 25 con bò đây. Buổi sáng thì chỉ bán thế. À. Gấp đôi. Buổi chiều gấp đôi số này luôn. Bà Bi bây giờ một con như thế này ăn bao nhiêu cân? Quân một ngày ăn 8-9-10 cân. Cứ cho là 11 triệu con này đi, cộng với lại 15 triệu tiền thức ăn các thứ luôn đúng không? Bây giờ bán khoảng 5 triệu. Thì lợi nhuận đó là 29 triệu, 30 triệu một con. 29-30 triệu một con. Đấy là mình mua bò rẻ đấy. Cái này là mình mua giống rẻ. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel, nơi chia sẻ những giải pháp chăn nuôi ngoài thực tế. Trong những video lần trước, tôi đã chia sẻ về cách chăn nuôi trâu và bò vỗ béo. Lợi nhuận trong chăn nuôi trâu vỗ béo như thế nào thì tôi cũng đã chia sẻ hết rồi. Vừa rồi cũng có nhiều bạn hỏi tôi là anh chia sẻ về lợi nhuận trong chăn nuôi bò 3B vỗ béo đi. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về chủ đề này nhé. Tuy nhiên, trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay thì tôi muốn nhấn mạnh với các bác là nuôi trâu vỗ béo khác hoàn toàn so với nuôi bò vỗ béo nha các bác. Đối với nuôi trâu vỗ béo thường thì các bác nhập trâu già về vỗ từ 3 đến 5 tháng là suốt rồi. Còn đối với nuôi bò vỗ béo thì các bác phải nhập bò con từ 6 đến 7 tháng về nuôi. Thường thì các trại nuôi từ 12 đến 15 tháng sẽ suốt. Và thời gian nuôi bò cũng sẽ dài hơn nuôi trâu. Vì vậy nuôi bò cần số vốn cũng khá là lớn các bác ạ. Và thời gian quay vòng vốn cũng lâu hơn so với nuôi trâu vỗ béo nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bác qua trại nhà anh Hòa ở Hoài Đức, Hà Nội để tham quan trại, và tôi sẽ nhờ anh chia sẻ về cách chăn nuôi cũng như lợi nhuận trong chăn nuôi bò 3B vỗ béo nha các bác. Và phần cuối video tôi sẽ tổng hợp lại toàn bộ những chia sẻ của trại nhà anh Hòa để các bác thấy rõ các vấn đề cũng như lợi nhuận trong chăn nuôi bò vỗ béo nha các bác. Gốc gác là không bỏ tí nào nhỉ? Không bỏ tí nào đâu. Gốc gác này không bỏ tí nào này. Không bỏ tí nào luôn. Tận dụng mọi thứ có thể luôn. Cái này là cho bao nhiêu con bò đây? 25 con. 25 con bò đây. Buổi sáng thì chỉ bán thế. À. Gấp đôi. Buổi chiều gấp đôi số này luôn. Được. Hai đống như thế này luôn. Hai đống như thế này. Này vào nó cho ăn, có trộn thêm gì cho ăn không? Không, cái đó mình cho ăn sáng trước rồi. Đống này giả sử như một cái xe này để cho ăn khoảng mấy ngày hết? Nếu mà không cho ăn trộn thế này thì một ngày thôi. Một ngày hết thôi. Xe đầy đấy. Chứng tỏ đây mình cho toàn chủ yếu cũng Ba bia nhiều. Mùa này cây thức ăn thô là nó hiếm. Ba bia bây giờ một con như thế này ăn bao nhiêu cân? Mình quân một ngày ăn 8-9 cân. 8-9-10 cân. To thì ăn nhiều. Phải trộn không sợ nó tiêu chảy à? Bắp là nhiều chất à? Bắp ngon. Ăn bữa hai bữa đi hiểu ngay. À. Một cái chậu này thì cho khoảng 2 con không? Bọn này thích ăn cây ngô phết nhỉ? Vào ăn như đúng rồi này. Ở như con bò như thế này thì mình nuôi được 5 rưỡi rồi à? Hay 1 năm?
15 tháng. 15 tháng à? Tháng 8 năm ngoái. 15 tháng. Lúc đầu là mua con này là bao tiền? Mua 11, 12, 13 triệu. À. Nên năm nay phải lên 20 triệu. Nên năm nay lên thêm 50%, 60% nữa. Cái chi phí nếu mà nuôi khoảng 15 tháng như thế này thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Từ khi mình bắt về đến bây giờ. Nếu như lúc tính bây giờ thì 1 triệu 1 tháng có. Nhưng mà nó gọn không mới. À. Nó gọn thì nó chỉ rơi là 500 không đi bù lại. Lửa năm đầu tức là 5 tháng là sẽ là 500. 500 một tháng. Như tầm này nhưng mà cho ăn được 1 triệu. Còn này 2 triệu rưỡi. 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu xô đi bù lại. Thế bây giờ một con này giả sử như con như thế này thì bán được khoảng bao nhiêu? Bán cân hay là bán hơi? Bán cân. Bán cân à? Giá trị chia sẻ là 55 triệu. 55 triệu một con này. Thế hồi đấy là giả sử như mua con này là rơi tầm khoảng 10 mấy. 11 triệu cộng với lại bình quân hộ là này con nào nhiều tiền nhất là 13 triệu. Thế tức là bây giờ 11, 12 triệu, 10 triệu. Còn trong trong cùng kia 10 triệu. Con ngoài bên nó rẻ. Đúng rồi. Hôm nay thì cứ cho là 11 triệu con này đi cộng với lại 15 triệu tiền thức ăn các thứ luôn đúng không? Rồi, chắc chắn phải trên dưới 15 triệu. Cứ cho là 15 triệu, thế là 26 triệu. 26 triệu thì bây giờ chưa tính công. Chưa tính công. Chưa tính công là bây giờ bán khoảng 5 triệu. Thì lợi nhuận đó là 29 triệu. 29 triệu, 30 triệu một con. 29, 30 triệu một con. Đấy là mình mua bò rẻ đấy. Đây là mình mua giống rẻ. Còn đàn ngoài kia mua 20 triệu con thì không bao nhiêu được. Thế là 30 triệu thì chia cho 15 tháng nuôi. Thế là mỗi tháng được khoảng 2 triệu một con. Nó phải cỡ đấy. Mỗi tháng được 2 triệu một con. Còn nếu mà mình tính là đây là những con này nó lớn, trong lớn, còn những con nào nó không trong lớn thì nó cũng được cái đấy. À. Cái... Không được như thế. Đúng rồi. Nếu mà tính xô đi bù lại chắc phải rơi tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu con nhỉ. Đấy, cỡ 1,2 triệu rưỡi là chắc chắn. 1,2 triệu rưỡi một con là chắc chắn. Xô đi bù lại con chậm con lớn, con chậm con nhanh ấy. Rồi. Như con này là từ giờ đến Tết là xuất hết chứ nhỉ? Xuất hết con này. Mình xuất thường thường là mình xuất một phát hết hay là xuất từng con một? Xuất một phát hết. Xuất phát hết luôn à? Hay khi bác Hồng, như bác Hồng bán toàn cửa bò mổ to là chứ bán phát hết luôn. À. Những con này là được khoảng 2 tạ rưỡi thịt chưa? Hơn chứ. Hơn á. Thế bò này phải rơi tầm 7 tạ rồi à? Nó cũng cỡ đấy. Chỉ cái này thôi, to lắm. To lắm, béo. Béo. Béo mà. Cổ như chọc chọi. Đúng rồi. Béo này mà. Ngoan. Cái con này mình nuôi 1 năm nữa là phải 1 tấn. Đúng rồi. Nhưng mà mình không thể nuôi thế đấy. Nuôi thế thì nó không có hiệu quả. Bây giờ là ngày xưa mua 11 triệu thì bọn này chắc phải mua 20 triệu nhỉ. Con nào mông má tốt rồi rơi tầm khoảng 25-30 triệu là chuyện bình thường. Cái năm nay bê như mình mua với con sau kia nhỏ nhỏ đấy 18-20 triệu. 18-20 triệu. Thường thường mình mua giống ở đâu? Mình bắt quanh đây thôi. Bắt quanh đây của thấy hợp lý là mua rồi gì? Rồi đúng. Các Hồng bác đi nhiều rồi mình cũng cửa. Ừ. Thấy hợp lý rồi bắt. Công nhận bác Hồng bác chịu khó đi. Nghe của anh. Này. Bác đi tất cả các lời toàn bắt cái loại bò thải về xong bắt đầu bác mới bán hay. Giá bọn bò sữa này giống hệt với bò này đúng không? Đúng rồi. Thì giá thì cũng như nhau mà, nó không khác gì. Bọn bò sữa này cao nhỉ? Con đấy bao nhiêu cân nó phải 8 tạ hơi. 8 tạ hơi à? Thịt xẻ nó không được. Đúng rồi. Con này nhìn mông má này mà. Vai u thịt bắp này mà. Đâu? Con 10-12 triệu. Bây giờ cũng nuôi 1,5 năm đấy à? Con này
Cái này ăn xong bắt đầu mình lại cho ăn tiếp à? Ăn hết rồi lại cho đổ cho ăn tiếp à? Tự ăn hết xong mới đổ. Đây con này đi. Đấy nhìn mông. Ờ. Con này là Tết mới bán à? Hay là xong? Bởi vì nếu mà con này nhìn khung nó chưa đầy được khung đúng không? Đây là những con này là Hòa mua là toàn 18 20 triệu hết à? 18 20 triệu, 25 triệu, 27 triệu. Con này giống đắt, từ châu cũng bỏ đắt. Sau đây tôi sẽ tổng hợp lại chi phí và lợi nhuận trong chuyên nuôi bò vô béo. Nhà anh nhập lúc đầu là 30 con bò, giá trung bình là 12 triệu đồng trên một con, nhân với 30 con là 360 triệu đồng. Thời gian nuôi là 15 tháng chia ra làm 2 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 1 là 5 tháng đầu nhân với 500.000 đồng trên một tháng sẽ ra là 2 triệu 500.000 đồng. Giai đoạn 2 là 10 tháng sau nhân với 1 triệu đồng trên một tháng sẽ bằng là 10 triệu đồng. Các chi phí khác như vaccine, thuốc và hao hụt v.v. thì rơi vào tầm khoảng 2 triệu 500 nghìn đồng, thì tổng chi phí cho một con sẽ mất khoảng 15 triệu đồng. Từ đó suy ra thì tổng chi phí cám là 30 con nhân với 15 triệu đồng trên một con sẽ ra là 450 triệu đồng, thì tổng chi phí là 810 triệu đồng để nuôi 30 con bò trong vòng 15 tháng. Ở đây tôi tính là chuồng trại anh đã có sẵn và không tính chi phí nhân công lao động. Con giống thì anh mua giá rẻ từ 11 đến 12 triệu đồng trên một con, giờ thì giá giống cao rồi các bác ạ. Vậy tôi sẽ tính lợi nhuận khi nuôi một con bò 3B trong vòng 15 tháng thì 15 triệu tiền cám cộng với 12 triệu tiền giống sẽ ra là 27 triệu đồng. Bán một con khoảng 5 năm đến 60 triệu đồng trên một con thì tính ra lợi nhuận một con khoảng 30 triệu đồng trong vòng 15 tháng. Thì một con lợi nhuận trên tháng sẽ là 2 triệu đồng trên con trên một tháng. Khi nuôi 30 con bò thì lợi nhuận trên tháng sẽ là 30 nhân 2 triệu đồng trên tháng sẽ ra là 60 triệu đồng trên một tháng. Tôi nói lại là con giống anh mua từ tháng 8 năm 2018. Lúc đó giá giống rẻ từ 11 đến 12 triệu đồng trên con thì lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng trên con trên tháng. Còn hiện tại giá giống cao hơn từ 18 đến 25 triệu đồng trên con thì lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đồng trên con trên tháng thôi các bác ạ. Trên đây tôi vừa chia sẻ về chi phí và lợi nhuận trong chăn nuôi bò vô béo. Các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn.